What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Thì hôm nay mình lại cùng review cho anh em một cái sản phẩm gaming gear mới. Con này thì mình thấy rất là ít người review về con này do nó cũng mới ra nữa. Đây là một con chuột đến từ hãng First Play, tức là một ST đấy, mình hay đọc là một ST. Thì con này nó có mức tầm giá khoảng 400 ngàn, một trong những cái con chuột tầm trung. Nhưng mà cái cấu hình của nó thì phải nói là cực kỳ khủng. Bây giờ mình sẽ cùng mở hộp và đánh giá nhanh em này nhá. Rồi chúng ta sẽ đi qua cái vỏ hộp của em này đầu tiên. Một cái vỏ hộp thiết kế rất là nhỏ gọn và cực kỳ đơn giản luôn. Có lẽ là để nó cắt giảm tối đa cái chi phí sản xuất của em chuột này. Chúng ta sẽ nhìn thấy một số cái thông số ở trên vỏ hộp như là RGB này, mắt đọc Avago 3325, software tức là phần mềm ấy, sử dụng mắt đọc optical và có mức DPI lên tới 10.000. Đó là khủng đấy. Và chúng ta sẽ nhìn thấy rõ được cái con chuột ở bên ngoài hộp như thế này. Đây, sẽ mở hộp luôn. Hộp này cực kỳ đơn giản, nó không có gì nhiều. Đó, ở phía trong thì chúng ta sẽ thấy con hộp được bọc ở trong cái túi chống sốc. Xem còn gì không. Ngoài ra thì trong hộp chúng ta sẽ còn có thêm một cuốn cửu âm chân kinh. Đây. Và nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn cũng có thể đọc cái cuốn này, tại vì nó có in bằng tiếng Anh trong này và có hướng dẫn rất là chi tiết sử dụng phần mềm của con chuột này. Đó, cũng rất là đáng để lại chứ không thể nào vứt đi đâu. Rồi, ok, chúng ta sẽ quay lại nhân vật chính của ngày hôm nay, đó là con chuột GM2. Như các bạn đã thấy thì cái con chuột này khi mình bóc ra thì nó có một cái kiểu dáng khá là thân thuộc, nó giống với như là cái con Zero Day mà trước đây mình đã từng review, con F600 thì phải. Đó, thì nó có một kiểu dáng công đái học rất là nhỏ gọn như thế này, dành cho những bạn nào mà thuận tay phải thì để vào cầm thì nó rất là vừa tay, và khi mình cầm thì có thể làm quen ngay lập tức chứ không cần phải nhiều thời gian. Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy có logo chữ G phía ngay trên thân chuột đây, thì cái logo này nhìn rất là giống một cái hãng gì đấy mà mình thấy khá là quen thuộc. Tuy nhiên thì nó được làm cách điệu một chút, có thể là muốn làm một sự khác biệt. Chúng ta vẫn sẽ có con lăn bằng cao su ở trên này, một cái nút ở giữa này dùng để điều chỉnh các cái nấc DPI. Ở phía bên trái thì chúng ta sẽ có hai nút, đó là nút back và forward. Chúng ta vẫn có thể chỉnh được hai nút này tùy ý theo của mình. Phía bên phải thì chúng ta sẽ không thấy có gì cả. Ở phía dưới thân chúng ta sẽ thấy có một cái dải màu trắng chạy dọc quanh như thế này, đây chính là cái dải đèn LED RGB của em này, và mình có thể sử dụng phần mềm để tùy chỉnh luôn. Hai nút trái phải của em này thì được sử dụng bằng switch Hono, và nghe nhà sản xuất thông báo là nó có độ bền lên tới 20 triệu lượt nhấn, khá là ngon trong cái tầm giá như thế này. Ở phía dưới đáy thì chúng ta sẽ thấy có bốn cái feed chuột, cũng tương đối là lớn thôi chứ không phải là lớn lắm đó. Và có một cái vân thiết kế khá là giống như là MS600 trước đây mà mình đã từng review. Ở giữa chúng ta sẽ có cái mắt đọc, các bạn có thể nhìn thấy đây là tem Ninja chính hãng luôn, và con chuột này được bảo hành lên tới 2 năm nha các bạn. Đó, rất là tuyệt vời. Về phần dây cáp của em này thì em này đang sử dụng một cái dây cáp bọc dù rất là chắc chắn và cứng cáp như thế này, có cả đầu chống nhiễu. Tuy nhiên thì cái đầu USB của nó sẽ không được mạ vàng nha các bạn, đó là đầu USB thường thường mà thôi. Dây cáp của em này cũng khá là dài, khoảng tầm 1,8 m, đủ để cho các bạn có thể sử dụng mà nếu như mà cái cây của mình khá là xa. Vậy cái điểm lợi thế, cái điểm mạnh nhất của em này đó là gì? Đầu tiên nó là phải đến cái mắt đọc của em này. Mắt đọc của em này đang sử dụng đó là PixArt 3325, một trong những cái con mắt đọc mà được đánh giá rất là tốt và nó thường xuất hiện ở trên những con chuột cao cấp. Nhưng mà bây giờ thằng Geyser nó đã đẩy xuống cái tầm giá khoảng 400 ngàn thôi, quá là tuyệt vời, cùng với độ bền khá là cao nữa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ còn được có một cái hệ thống đèn LED RGB, đây mình sẽ cắm cho các bạn xem. Đó, sau khi cắm vào máy thì các bạn có thể nhìn thấy rõ cái hệ thống đèn LED RGB của em này chạy rất là mượt mà. Không giống như những cái con rẻ tiền khác thì con này có được trang bị hệ thống đèn LED RGB rất là nhiều bóng ở phía dưới phần đáy của con chuột, nó sẽ chạy xung quanh con chuột luôn, chạy từ bên hông trái sang bên hông phải rất là đẹp. Và cái đèn LED này mình cũng có thể dùng phần mềm tùy chỉnh được các cái hiệu ứng của nó cực kỳ ngon. Và cái con này được một cái nữa, đó chính là cái hệ thống phần mềm của em này. Thì trong phần mềm thì chúng ta sẽ có thể chỉnh được macro này, nào là chỉnh được các cái nút của nó, tùy chỉnh được các nút này, tùy chỉnh được DPI từ 500 cho tới 10.000, cực kỳ ngon. Và có thể chỉnh được các cái hệ thống đèn LED của em này nữa, quá tuyệt vời luôn. Tuy nhiên thì cái logo của em này thì lại không phải là sáng có đèn LED riêng, mà nó sẽ sáng cùng với lại cái đèn nháy ở dưới, cho nên nó sẽ hơi mờ một chút so với lại cái đèn chạy quanh viền đây. Nói chung với cái tầm giá này mà mình có hệ thống đèn LED RGB cực kỳ đẹp cùng với mắt đọc ngon, độ bền cao và cũng như là cái kiểu dáng khá là ngon ăn như thế này thì phải nói là rất là hiếm. Đặc biệt hơn là khi mà mình cầm vào thì nó cực kỳ là bám tay,
Tại vì cái lớp ở trên này sẽ là lớp một cái lớp phủ nhung khá là mềm mượt. Cái lớp này sẽ giúp cho chúng ta cảm giác nó chắc tay hơn và bám hơn. Tuy nhiên thì nó có một cái điểm trừ, đó là sau một thời gian thì mình xài nó có thể là bị bong hoặc là bị chóc. Nhưng mà cái đấy phải đánh đổi thôi, về cho cái cảm giác nó rất là sướng khi mà cầm. Như vậy là mình đã đi giới thiệu sơ qua cho anh em về con chuột GM200 này. Nếu như mà các anh em có cái thắc mắc gì về em chuột này thì có thể comment phía dưới ở phần bình luận nha, để mình giải thích cho các bạn nghe. Và nếu như mà các bạn muốn tìm mua em chuột này thì mình có thể để link ở phía dưới phần mô tả luôn. Giá của em này bây giờ đang khoảng là tầm 400.000, và cái bảo hành của nó sẽ là bảo hành chính hãng của Ninja lên tới 2 năm. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như mà các bạn muốn xem thêm các video khác về Gaming Gear thì các bạn có thể nhấp vào video bên tay trái đây, hoặc là video bên tay phải. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy nhớ bấm like và subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn, bye bye.